Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay giữa Everton với Manchester United diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 7 tháng 11 tại sân Goodison Park, Premier League 2020-2021. Thầy trò huấn luyện viên Ancelotti đã phải nhận lấy thất bại thứ hai liên tiếp ở mùa giải này, khi trong chuyến đến làm khách trước Newcastle ở vòng đấu vừa qua, họ đã để thua chóng vánh với tỷ số 1-2 ra về. Dẫu cho Calvert-Lewin đã kịp tỏa sáng và gỡ lại một bàn cho Everton, nhưng với bàn thắng đến muộn từ những phút cuối giờ đó, chỉ kịp giữ lại chút thể diện cho đội bóng áo xanh vùng Merseyside. Tuy đã chơi áp đảo hơn hoàn toàn về mặt thế trận, khi nắm quyền kiểm soát bóng lên đến 63% và kèm theo đó là 15 pha dứt điểm, nhưng sự hiệu quả nó mang lại gần như là không có. Sự vắng mặt của trụ cột Richarlison và tân binh có ảnh hưởng rất lớn như James Rodriguez trong lối chơi của huấn luyện viên Ancelotti trong mùa giải này đã khiến cho họ tịt ngòi hoàn toàn trước một đội bóng không được đánh giá quá cao như bầy chích chòe. Trận thua này đã khiến cho Everton rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League với 13 điểm, hiện đã để cho vị trí dẫn đầu của Liverpool bỏ xa với khoảng cách bằng điểm một trận thắng. Đến với vòng đấu tiếp theo, Everton sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Manchester United đến làm khách. Nhìn lại quãng thời gian 10 trận đấu gần đây, phong độ thi đấu đi xuống của thầy trò huấn luyện viên Ancelotti đã hiện hữu quá rõ qua từng ngày. Cụ thể đội bóng nửa xanh vùng Merseyside có 7 trận đấu đầu tiên bất bại trên mọi mặt trận ở mùa giải mới, sau đó họ có trận hòa với Liverpool và gần đây nhất là 2 trận toàn thua. Dẫu cho có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, và bản thân Everton cũng không quá e ngại Manchester United trong những mùa giải gần đây, nhưng họ cũng không được giới mộ điệu đặt niềm tin quá nhiều. Đừng quên ở trận này, đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti sẽ tiếp tục thi đấu, mà không có sự phục vụ của Richarlison do án treo giỏ, và tân binh người Colombia vẫn chưa khỏi chấn thương. Người hâm mộ của Everton chỉ yên tâm phần nào, khi trong 5 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, đội bóng con cưng của họ vẫn đang bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Về phần đối thủ, những tưởng sau 2 chiến thắng liên tiếp khuấy đảo trời Âu, trước PSG và Red Bull Leipzig, thì đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer sẽ có thêm nhiều tự tin trong chuyến đến làm khách Ba Sách Xe Hia ở vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, những gì mà Manchester United mang lại cho người hâm mộ chỉ là gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khi để thua đội bóng thủ đô với tỷ số 1-2. Sự kém duyên trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đang là cơn ác mộng đối với quỷ đỏ thành Manchester, bởi trong những lần đến làm khách trước Fenerbahce, Galatasaray và Besiktas ở những giải đấu cúp trước đó, thì họ đều phải nhận lấy thất bại. Song đó, nói vậy chỉ đủ để biện hộ cho những sai lầm mà hàng phòng ngự của Manchester United mắc phải, và họ luôn bất lực trước những pha phản công của Demba Ba. Dẫu sao, với trận thua này, thì đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer vẫn đang dẫn đầu bảng H với 6 điểm, tuy nhiên khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 2 của Red Bull Leipzig lúc này chỉ còn được tính bằng chỉ số phụ. Trở lại với mặt trận Premier League, đã 2 mùa giải gần đây, kể từ khi huấn luyện viên Solskjaer lên ngồi chiếc ghế nóng tại Old Trafford, thì Manchester United đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều so với triều đại của Mourinho. Tuy nhiên, với cách dụng binh thiếu hợp lý của mình, sát thủ có gương mặt trẻ thơ đã nhiều lần khiến cho bản thân ông gặp nhiều chỉ trích dữ dội. Và ở thời điểm này, các tờ báo ở Anh đã cho biết ban lãnh đạo quỷ đỏ đã liên hệ với huấn luyện viên Pochettino. Nếu như huấn luyện viên Solskjaer không muốn bị tống cổ khỏi nhà hát của những giấc mơ, thì bắt buộc ông và các học trò phải giành chiến thắng, hoặc ít nhất không để thua ở trận này. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là sẽ được, bởi phong độ thi đấu hiện của Manchester United cũng đang thiếu sự ổn định, không kém gì so với đội bóng chủ sân Goodison Park. Vì vậy, 3 điểm trọn vẹn ở trận này để giải tỏa áp lực, và cũng như giúp cho Manchester United cải thiện vị trí tồi tệ của mình trên bảng xếp hạng, sẽ là mục tiêu hàng đầu. Hiện tại, quỷ đỏ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 15 tại Premier League. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Everton với Manchester United. Tỷ lệ nổ tài của Everton đạt 70%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 80%. Có 70% kết quả về lẻ. Everton ghi được 27 bàn, để thủng lưới 14 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,7 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Manchester United đạt 70%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 90% kết quả về lẻ. Manchester United ghi được 22 bàn, để thủng lưới 13 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,2 bàn. Dự đoán kết quả Everton với Manchester United. Tình hình lúc này Everton đang gặp khó hơn so với Man U, khi họ mất đi 2 cái tên chủ lực trên hàng công, trong khi đó Man U chỉ cần thi đấu ổn định thì họ sẽ có điểm. Chọn kèo châu Á, Manchester United chấp đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái rưỡi 3 trái.
Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.